Vâng, vừa mai chất chào bông, xin chào cả nhà nha. Và đây là em giới thiệu cái mặt hoa của cây cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh nha cả nhà. Đây hoa của nó là như thế này, đây nó tầm khoảng 30 mấy cánh nha. Hoa to, hoa rất là đẹp luôn nha. Cái này nó nở được mấy ngày rồi nè. Hoa là cho nên nó tàn cái nhị, nó rớt cái nhị rồi. Nhưng mà hoa cũng còn đẹp lắm, hoa to ha, nhiều cánh. Rồi, đây là em giới thiệu cái lô mai cúc bi tiên sinh của em đây. Lúc trước thì em có ngày hôm trước thì em có một cái cặp cúc bi tiên sinh đó là giá 350, nhưng mà hôm nay em hết cái loại đó ha. Cái loại này nhỏ hơn xíu thì em bán với giá là 320.000 một cặp nha cả nhà. 320.000 một cặp. Đây em cho cả nhà xem. Đây. 320.000 một cặp, em ship từ một cặp và không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Cây này chúng ta về lấy bo ha. Lấy bo mà mình lấy khéo thì mỗi một cái lá như vậy là nó là một cái bo nha. Cái cây này tầm khoảng được 10 bo trở lên á. Rồi đây, đây là cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh nha cả nhà. Em bán với giá là 320.000 một cặp nha. Em ship từ một cặp và không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Rồi. Nó cũng được ghép từ cái gốc nhớt uốn rễ nha. Rồi đây cái hộp hoa này. Rồi, ai thích thì liên hệ với em nha. Em ship từ một cặp và không bao phí vận chuyển nha cả nhà.